này mình tên là Lê Thị Linh, sinh viên khóa 3 của trường Đại học Hà Nội. Vậy là chúng ta đã đi được chặng đường, hết được chặng đường của bộ môn phương pháp học tập chủ động rồi. Chặng đường này thì khá là dài. Ở đây dài không nghĩa có nghĩa là về mặt thời gian, mà dài là về bề dày của kiến thức mà chúng tôi đã được tiếp nhận của bộ môn phương pháp tập chủ động này, cũng như là được tiếp nhận dưới mái trường EDX thân yêu. Thì cá nhân tôi đã tiếp nhận được ba điều này ở EDX. Thứ nhất, đó chính là những câu hỏi mà tôi chưa từng biết đến. Và đương nhiên là khi tôi chưa từng biết đến thì tôi cũng chưa thể nào trả lời được cho những câu hỏi đó. Và thứ hai, đó chính là sự tìm lại về chính bản thân mình. Và thứ ba là tôi đã được học được những rất nhiều những cái phương pháp tư duy hay và cách để có thể học sâu và có thể nhớ lâu nhất một vấn đề. Thì sau đây tôi sẽ chia sẻ lại những cái mà tôi học được cho các bạn cùng nghe. Thứ nhất, đó chính là những câu hỏi mà tôi đã được học cũng như là được biết đến ở EDX. Thứ nhất, đó chính là mục đích của bạn học để làm gì và lý do gì khiến bạn phải đi học. Thì ở đây, lúc mà tôi mới vào EDX trong cái cuộc phỏng vấn đầu vào ấy, thì tôi có nhận được một câu hỏi từ thầy phỏng vấn, đó chính là thầy hỏi bọn tôi là mục đích của việc học để làm gì, mục đích của việc mà các em học để làm gì. Thì lúc đó trong cái cuộc phỏng vấn đó của chúng tôi có 4 người thì chúng tôi ai cũng trả lời như nhau thôi, đều bảo là các em học để đến này, bọn em học để đến kiếm được nhiều tiền này, học để lo cho bản thân này, học để tự chủ trong kinh tế này. Mà không một ai có thể nói lên là chúng ta phải đi như thế nào để đạt được cái mục tiêu đấy cả. Thì tôi cũng như các bạn đấy thôi, tôi cũng trả lời là em học để kiếm tiền này, học để làm giàu này, học để tự lo cho bản thân mình này. Thì khi nhận được những câu trả lời đó thì thầy chỉ cười thôi. Và thầy có bảo là khi mà các em học ở NX thì các em sẽ tìm được câu trả lời cho những cho cái câu hỏi mà thầy vừa hỏi. Thì đúng thật là như vậy. Khi mà tôi học ở NX thì tôi đã tìm được cho mình cái câu trả lời này. Thì vậy học để làm gì? Học để lấy kiến thức, đó là điều đương nhiên rồi. Thì nếu mà khi mà chúng ta đã có kiến thức đấy rồi thì chúng ta làm thế nào để có thể biến cái kiến thức đấy thành tiền tài, thành danh vọng được? Thì ở đây thầy có bảo là khi mà các em học như vậy thì học kiểu như của bọn tôi này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể thành công được và không thể nhớ lâu được. Thì thầy có bảo là khi mà chúng ta đã có trong mình đủ kiến thức thì chúng ta sẽ mang cái lượng kiến thức mà chúng ta học tập được đi trao đổi cho xã hội và đổi lại cái giá trị mà chúng ta đã trao đổi cho xã hội đó thì chính là tiền tài và danh vọng. Thì khi mà chúng ta có được tiền tài và danh vọng rồi thì chúng ta sẽ thực hiện được những ước mơ của quá khứ, như là kiếm được nhiều tiền này, thì đó là chúng ta đã kiếm nhiều tiền rồi. Và có danh này, có vọng này, và có được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Thì khi mà học ở EDX thì tôi cũng đã tự trả lời được cho mình cái câu hỏi học để làm gì như vậy. Thì học thì nó rất chi là đơn giản thôi, nhưng mà nó là cả một quá trình dài đó. Khi mà nếu mà chúng ta ở những cấp dưới mà chúng ta đã từng biết đến câu hỏi học để làm gì rồi thì chúng ta sẽ tự xác định được cho mình những mục tiêu từ khi mà chúng ta còn rất nhỏ. Thế tôi vì chưa được trả lời câu hỏi đó thì cho nên đến tận cái lúc mà cái cuộc phỏng vấn đó thì tôi cũng chưa biết là mình học để làm gì và mục tiêu của mình đi học để làm gì cả. Nhưng khi học ở EDX thì tôi đã tìm được cho mình mục tiêu, đó chính là trở thành một nhà lãnh đạo và một nhà doanh nhân. Thì ở EDX cũng đã hôn đúc cho chúng tôi rất nhiều những cái lòng đam mê, sự nhiệt huyết và sự mãnh liệt trong việc trở thành những nhà lãnh đạo. Ban đầu ấy, thì tôi chỉ có ước ao là mình có thể kiếm được ra trường, có thể có một tấm bằng này, có thể có một tấm bằng đại học này và xin được việc ở một công ty nào đó, mà chưa hề nghĩ đến là mình sẽ có thể làm được một nhà lãnh đạo hay là có thể trở thành một nhà doanh nhân thành đạt cả. Thì ở EDX này đã hút cho chúng tôi rất nhiều những cái lòng đam mê và nhiệt huyết như vậy đó. Thì khi mà trước khi mà trả lời tìm được cái câu hỏi học để làm gì thì tôi cũng chính như bao những cái bạn khác thôi, đó chính là mong ước mình được vào những trường đại học danh tiếng, vào những đại học top đầu của ngành kinh tế. Nhưng mà không phải là cứ ước là được, đúng không? Thì khi đó thì tôi đã trượt nguyện vọng một và tôi cũng đã tìm thấy EDX, cũng đã bắt gặp EDX 2 lần. Lần thứ nhất là trước khi tôi thi đại học thì tôi cũng không để ý cho lắm, tôi cũng chỉ đọc sơ qua một chút thôi.
Còn khi mà đã công bố kết quả thi thì tôi có xem lại edit, lúc đó tôi đã đăng ký lại. Thì khi mà đăng ký đó thì cũng rất do dự vì mình chưa biết được là chất lượng đào tạo ra sao mà mình đăng ký rồi. Lúc đó mình kiểu chỉ học cho có thôi, mà các bạn mình đã đỗ còn mình không đỗ thì tôi cảm thấy rất là thất vọng. Và khi mà đăng ký thì tôi cũng chỉ quyết định là xong học để cho bằng bạn bằng bè thôi, kiểu chỉ để có một tấm bằng thôi. Chúng nó cũng được học thì nên là mình cũng đi học thôi. Lúc đấy mình cũng kiểu chả chín chắn, chả nghĩ gì cho tương lai cả. Thì khi mà học ở Edit thì tôi cũng đã tìm được cho mình cái mục đích, cũng là niềm mà tự hào của bản thân. Khi thi xong ấy, thì có rất nhiều người hỏi là cháu học trường gì, cháu học ngành gì, nói chung là hỏi rất nhiều. Và khi họ hỏi như vậy thì tôi cũng chỉ ấm ứ cho qua thôi, và cũng không trả lời chính xác câu hỏi của họ đâu. Nhưng khi học mà Edit một tháng, hơn một tháng rồi, thì tôi có thể tự hào nói rằng tôi là sinh viên của Edit. Thì lúc đó mình nói ra cảm thấy rất chi là hào hùng, kiểu rất chi là tự hào luôn ấy, vì mình học trong một môi trường cực kỳ tốt, có rất nhiều những thầy cô cực kỳ vui tính và kiểu rất tâm huyết ấy. Vì kiểu họ mình học ở cái môi trường mà toàn là những người mai sau có thể sẽ làm đồng nghiệp với mình, nên mình cảm thấy rất chi là tự do và có thể là rất chi là tự nhiên. Đặc biệt là với bộ môn phối học tập chủ động này thì thầy cho bọn tôi nói ra những mong ước cũng như là những cái sự chia sẻ của bản thân để có thể cùng nhau góp ý và cùng nhau xây dựng để cho bản thân mình ngày càng một tốt hơn. Thì kiểu NX ở bộ môn này thì tôi cũng đã tìm thấy được rất nhiều những cái tình huống hay là những cái mối quan hệ trong xã hội mà tôi chưa thể nào mà ngờ đến được. Có rất nhiều những cái tình huống hay mà thầy đã truyền đạt cho bọn tôi. Ví dụ như là khi mà các em học ở NX thì làm một việc ở tập đoàn thì các em phải ra sao, các em phải như thế nào, các em phải thực hiện như thế nào để có thể lấy được lòng khách hàng này, có thể hiểu rõ được nội tâm của mọi người xung quanh này. Thì NX tôi đã học được những cái đó. Và tôi cũng đã tìm được câu trả lời, một câu hỏi nữa, hạnh phúc là gì? Thì ở đây tôi xin trả lời câu hỏi hạnh phúc đó chính là tìm về chính bản thân mình. Hạnh phúc là khi chúng ta biết yêu thương bản thân mình hơn. Thì cái hạnh phúc này tôi vừa học được ở NX và cũng vừa học được trong đời sống. Thì thầy có bảo là các em về nhà phải đọc nhiều sách đấy. Thì dựa theo cái lời thầy nói là các em về nhà đọc nhiều sách thì tôi đã có đọc sách. Và tôi có đọc những quyển sách mà để có thể làm bản thân mình trở nên kiêu hãnh hơn, trở nên hoàn hảo hơn. Thì ở đó tôi cũng tìm được câu trả lời cho cái việc hạnh phúc là gì. Đó, hạnh phúc là tìm được chính bản thân mình, tìm được sự tự do trong tư tưởng, tìm được các mối quan hệ thân thiết xung quanh. Và mình không cần phải dồn nén hay là không cần phải ấp ứ trước bất cứ một ai cả. Mình có thể thoải mái thể hiện tất cả những lòng mình để cho người khác biết và người khác cùng nghe. Thì khi mà học ở EDX thì thầy cũng có dặn bọn tôi là khi chúng ta sống thì chúng ta không nên cho ai tất cả cả. Chúng ta chỉ cho một phần thôi, chúng ta phải giữ lại cho riêng mình một phần. Thì tôi cũng sẽ như vậy, tôi cũng sẽ nói ra những cái thứ mà tôi cảm nhận được. Còn những cái thứ mà ở bên trong thì tôi sẽ giữ cho riêng mình. Và tôi học được ở EDX một điều nữa, đó chính là sự tự nhiên và cũng như là tự tin trong giao tiếp. Thì khi mà học ở EDX thì chúng tôi được thoải mái nêu ra những quan điểm, những ý kiến của bản thân. Vì vậy nên là mình sẽ cảm thấy môi trường học rất chi là thoải mái này. Mình sẽ sẵn sàng có thể chia sẻ những cái kỷ niệm cũng như là những cái hành động hay những cái tình huống mà mình đã trải qua trong cuộc sống. Thì ở đây thật sự cái môn học đó rất chi là vui. Và đặc biệt một điều nữa là chúng tôi sẽ được tranh luận ở những cái vấn đề mà liên quan đến môi trường, liên quan đến xã hội và đặc biệt là liên quan rất nhiều đến bản thân chúng tôi. Vậy cái vấn đề như vậy tôi cảm thấy rất chi là hay, và khi mà chúng ta đã bàn luận như vậy rồi thì chúng ta sẽ rút ra được cho mình rất chi là nhiều những cái kinh nghiệm hay và quý báu. Và cái sự tự tin trong giao tiếp của tôi được nâng lên rất nhiều. Khi mà chưa học ở đây thì chưa bao giờ tôi dám đứng trước cam để có thể nói như bây giờ, cũng chưa bao giờ có thể kiểu đứng trước một ai đó để có thể trải lòng mình, hoặc là đứng trước một nhóm người để có thể tự do giao tiếp, tự nhiên giao tiếp. Thì điều đó rất chi là khó, nhưng khi học ở EDX thì tôi đã làm được điều đó. Tôi đã tự tin đứng trước cam và diễn thuyết rất chi là tự nhiên và bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, như cái cam nó không hề tồn tại trước mặt mình vậy. Và mình đã tìm lại được
những cái nhiệt huyết cũng như là những cái mục đích của việc đi học hơn. Thì khi trước khi đi học thì trước khi học ở đây thì cũng chỉ mơ ước để có một tấm bằng này, có một vị trí công việc ổn định thôi. Còn khi học ở đây thì thầy đã truyền lửa cho bọn tôi là phải trở thành một nhà lãnh đạo, phải trở thành một nhà doanh nhân thành đạt. Thì tôi cũng sẽ thực hiện cái mục tiêu cũng như là cái ước muốn của bản thân cũng như là những cái sự mong đợi của thầy. Và cái thứ ba mà tôi học được ở NX đó chính là các phương pháp học tập, các phương pháp học tập, có những cái phương pháp mà chúng ta có thể tư duy này, những phương pháp mà chúng ta có thể học sâu này, hiểu rộng này. Thì tôi sẽ giới thiệu lại những cái phương pháp đó cho mọi người cùng nghe. Thứ nhất là cái hôm đầu tiên bọn tôi học bài này thì bọn tôi học về cái phương pháp học tập chủ động. Thì chủ động ở đây nghĩa là thế nào? Chủ động ở đây nghĩa là sự chủ động trong tất cả những cái hành động hay là trong bất cứ một cái tình huống nào thì đều thể hiện sự chủ động của chúng ta. Và cái chủ động này sẽ đi liền với việc trưởng thành. Thì trưởng thành là như thế nào? Ở đây thì trưởng thành không hề liên quan đến độ tuổi, vóc dáng, sức khỏe hay là bệnh tật gì cả. Nó chỉ là một cái đánh giá, một cái nhìn khách quan của mọi người với nhau thôi. Ví dụ như chẳng hạn nhé, để như bản thân tôi nhìn một người trưởng thành thì tôi cũng sẽ nghĩ là những người cao một chút này, nhìn mặt già dặn một chút này thì những người đó là những người trưởng thành. Nhưng trưởng thành ở đây không có nghĩa là như vậy đâu. Nó có thể là những cái người bình thường thôi, những cái đứa bé bé thôi, nhưng mà trong tư duy của nó đã trưởng thành rồi ấy, thì nó cũng được gọi là một người trưởng thành. Trưởng thành ở đây không có nghĩa là vẻ bề ngoài hay là một vấn đề về hình thức nào cả, mà là sự sâu thẳm trong nội tâm của mỗi con người. Ở đây trưởng thành sẽ giúp chúng ta được rất nhiều trong cuộc sống. Và bạn có làm như thế nào để biết được mình đã trưởng thành hay chưa không? Thì nếu mà để biết được mình đã trưởng thành hay không thì hãy dựa vào những hành động của chúng ta trong cuộc sống. Ví dụ như khi chúng ta trưởng thành thì chúng ta sẽ biết tự chủ động trong công việc, tự chủ động trong những sinh hoạt trong cuộc sống. Còn một vấn đề nữa đó chính là chúng ta tự cảm thấy bản thân mình chưa hoàn hảo này, tự cảm thấy mình phải sửa đi sửa lại thật nhiều lần để có thể hoàn hảo hơn. Và trưởng thành ở đây có nghĩa là luôn luôn cho mình không phải là đúng ở mọi lúc, mọi nơi và mọi tình huống, lúc nào cũng nghĩ là mình chưa làm tốt đâu, vì vậy mình sẽ cần cố gắng nhiều hơn. Và trưởng thành ở đây cũng có nghĩa là khi mà bạn đã tự biết rằng nhận lỗi và tự biết rằng sửa lỗi của bản thân thì đó cũng được gọi là trưởng thành. Thì trưởng thành ở đây sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Khi mà chúng ta trưởng thành thì chúng ta có những cái suy nghĩ nó sẽ chín chắn hơn, nó sẽ tích cực hơn, thì sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta sẽ nâng cao hơn. Và khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ trưởng thành ấy, thì chúng ta sẽ tạo được những cái mối quan hệ khăng khít hơn trong xã hội. Khi mà chúng ta đã trưởng thành thì chúng ta sẽ hiểu được ý và câu nói của đối phương, thì chúng ta sẽ tạo được những cái mối quan hệ vô cùng tốt. Và để có được sự trưởng thành thì không phải là dễ. Để trưởng thành được thì chúng ta cần phải tôi luyện rất nhiều để có thể thực hiện được những mong ước của bản thân. Trưởng thành cũng là khi mà chúng ta đã có những cái mục tiêu, mục đích sống và không ngừng nỗ lực để hướng đến những cái mục tiêu đó. Và để làm được, để trưởng thành được thì chúng ta cũng cần phải rèn luyện và tích lũy không ngừng nghỉ. Ví dụ nhé, khi nếu mà chúng ta trưởng thành ấy, thì chúng ta đã tự biết rằng sắp xếp những công việc ổn thỏa của mình rồi phải không? Thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái trường năng lượng tích cực. Thì khi chúng ta trưởng thành thì chúng ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, mà chúng ta sẽ tìm được những cái năng lượng tích cực truyền được cho mình cũng như là truyền được cho người khác. Cái năng lượng tích cực như vậy đó thì sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên sung túc hơn, làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn và cảm thấy bình yên hơn. Và sau khi mà chúng ta đã thực hiện một cái công việc khó khăn như vậy, mà cuộc sống khi mà chúng ta đã thực hiện những cái công việc vất vả sau một ngày lao động mệt mỏi, mà chúng ta về nhà chúng ta truyền được những cái năng lượng tích cực đó cho người khác, thì người khác cũng như sẽ cảm thấy vui. Còn khi mà chúng ta về nhà trong cái tư thế vẻ vãi thì đương nhiên là chúng ta sẽ truyền lại cho người khác những cái năng lượng tiêu cực rồi, vì vậy điều đó là điều không tốt. Thì trưởng thành sẽ mang lại cho chúng ta một cái chứa năng lượng tốt hơn và giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta vui vẻ và thanh nhàn hơn rất nhiều. Còn để có được trưởng thành thì yêu cầu chúng ta cần phải học đi học lại rất nhiều lần và có một cái nhìn đa chiều về mọi vấn đề, về
tất cả những thứ mà xung quanh chúng ta. Thì trưởng thành cũng đi liền với các phương pháp tư duy. Như ví dụ như là chúng tôi đã được học kèm với trưởng thành, đó chính là phương pháp tư duy đa chiều. Thì ở đây thì nào là đa chiều? Đa chiều có nghĩa là chúng ta nhìn nhận vấn đề dưới mọi góc độ, mọi khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là chúng ta nhìn hình tròn chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn nó ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng mà hình tròn thì nhìn ở nhiều góc độ khác nhau thì nó vẫn là hình tròn thôi. Vì vậy là chúng ta cần phải dựa vào, không chỉ dựa vào mắt mình mà cần phải dựa vào sự tiếp nhận của mọi người xung quanh nữa. Chúng ta cần phải biết lắng nghe, biết thu thập ý kiến của mọi người xung quanh để đưa ra một kết quả hay là một cái kết luận cuối cùng nào đó. Và khi chúng ta đã đưa ra được một cái kết luận cuối cùng đó thì chúng ta sẽ lấy lại được những cái thành quả mà chúng ta đã suy nghĩ như vậy. Thì theo tôi thì cái phương pháp tư duy đa chiều này sẽ không có mặt hạn chế, vì nhá, chả có một cái chân lý đơn giản nào được tìm ra cả, được tìm ra khi không có những cái suy nghĩ mà nó rích sắc vài dòng cả. Thì khi mà chúng ta tìm ra được những cái suy nghĩ đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ phải trải qua một cái quá trình tư duy khá là dài và nghĩ nó ở nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh khác nhau thì mới có thể đưa ra được những cái chân lý đơn giản như vậy. Vì vậy là phương pháp tư duy đa chiều này không có mặt hạn chế. Đấy là theo cá nhân tôi thôi, chứ không phải là theo cách nhìn nhận hay là cách đánh giá của các nhà chuyên gia. Thì để có được cái phương pháp tư duy đa chiều này thì chúng ta cũng cần phải học rất nhiều và học về một vấn đề, phải là học thật sâu, thật rộng, chứ không phải là học nhiều, học mãi học nữa nhưng mà học không chú tâm hay là không chú trọng vào một cái mà cái gì cũng biết nhưng lại thành ra là không biết cái gì cả. Vì khi học nhiều thì chúng ta không thể nào mà học sâu hay là học rộng được cái vấn đề đó. Nên là chúng ta cứ học cho nó lan trải ra nhưng mà không biết là mình đang học về cái gì hay là đang học về những cái đấy có lợi ích hay là có liên quan gì đến tương lai của mình hay không. Thì ở NX tôi cũng đã tìm được cho mình những cái yếu tố để có thể thực hiện được, hay là những cái yếu tố để có thể sử dụng được cái phương pháp tư duy đa chiều này. Đó chính là nhìn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh thật nhiều này, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều khách quan hơn, từ nhiều góc độ và nhiều cái sự liên tưởng tưởng tượng hơn. Và đặc biệt là trước kia thì tôi thật sự là không thích xem thời sự hay là không thích xem những cái chương trình trên báo chí hay là truyền thông đâu. Nhưng mà khi mà học ở đây thì tôi đã cảm thấy có hứng thú hơn trong việc là đi tìm tòi tài liệu để học này, tìm tòi tài liệu để đọc này, hay là đọc những cái cuốn sách về cuộc sống này, về hạnh phúc này. Rồi bây giờ thì tôi đã đọc rất nhiều những cái cuốn sách như vậy để có thể tìm ra cho mình những cái phương pháp, những cái sự tư duy đa chiều, những cái góc nhìn nhận về cuộc sống là khác nhau. Thì khi mà sử dụng được cái phương pháp tư duy đa chiều này thì mình cảm thấy là khi mà mình học tập ấy thì nó cảm thấy dễ dàng hơn. Và đặc biệt là cái phương pháp tư duy đa chiều này rất tốt khi mà chúng ta đã ra ngoài làm, khi mà chúng ta đã đi làm việc. Thì nếu mà chúng ta là một nhà lãnh đạo thì chúng ta không thể nào mà thiếu được những cái phương pháp tư duy đa chiều này. Vì nếu mà chúng ta chỉ nhìn vấn đề dưới mọi một góc độ hoặc là chỉ 2-3 thôi ấy, thì có khi là chúng ta sẽ bị lỗ, bị tổn thất một khoản tiền khá là lớn. Vì vậy là để làm được một nhà lãnh đạo thì cái phương pháp tư duy đa chiều này là vô cùng cần thiết và nó phải được rèn luyện từ bây giờ. Và để rèn luyện được thì nó cũng không phải là dễ. Nếu mà chúng ta mà thực hiện được cái phương pháp tư duy đa chiều này thì chúng ta sẽ rất thành công trong cuộc sống. Vì khi chúng ta đã biết là nhìn nhận mọi vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy cái này cũng không đúng và cái kia cũng không đúng. Nó sẽ không làm chúng ta bị rối đâu, mà nó sẽ làm cho chúng ta tìm được đến kết quả nhanh hơn và tìm đến được cái kết quả mà chắc chắn cũng như là bổ ích hơn. Vì vậy, khi mà chúng ta thực hiện cái phương pháp tư duy đa chiều này trong cuộc sống thì chúng ta sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Không phải là chúng ta nghĩ nhiều mà thành loạn, thành rối đâu, mà nghĩ nhiều sẽ làm chúng ta cảm thấy vấn đề đó không đơn giản như vậy, mà nó bắt nguồn từ nhiều khía cạnh, nó diễn ra ở nhiều góc độ và nhiều khía cạnh khác nhau, thì sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn đa chiều hơn, có một cái nhìn tổng quát hơn và giúp chúng ta đưa ra được những cái quyết định thật đúng đắn. Và khi mà chúng ta thực hiện cái phương pháp tư duy đa chiều này thì đặc biệt là chúng ta cần phải lắng nghe ý kiến của người khác, lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Vì không bao giờ những cái triết lý hay là một cái định luật nào mà được một người nghĩ ra cả. Vì
họ phải sưu tầm từ rất nhiều người, từ thế hệ đi trước rất chi là nhiều thì họ mới có thể đưa ra được. Vì vậy chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, chúng ta phải tập hợp nó lại để có thể chỉnh chu hơn, để có thể hoàn thành công việc hay là hoàn thành cái hợp đồng một cách tốt nhất cũng như là chỉnh chu nhất và an toàn nhất nữa. Và tôi cũng đã thực hiện cái phương pháp tư duy đa chiều này trong cuộc sống. Ví dụ như là trong cái lúc mà chúng ta học tập này chẳng hạn, thì tôi cũng sẽ nghĩ nó ở nhiều góc độ hay là nhiều khía cạnh. Ví dụ trong một tình huống thì tôi cũng đã biết rằng nhìn nó ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không phải là chỉ nghĩ nó về một hướng và cứ đi theo cái hướng đấy nữa. Cái phương pháp thứ hai chúng tôi được học ở đây đó chính là phương pháp so sánh, phản biện và so sánh. Thì thế nào là phản biện, nào là so sánh? Phản biện thì nó là một phương pháp vô cùng tốt, nhất là đối với những người doanh nhân chẳng hạn. Thì cái phương pháp phản biện này nó sẽ giúp chúng ta lấy được nhiều những cái công trình, lấy được nhiều cái bản hợp đồng, những cái bản hợp đồng mà có lợi cho chúng ta. Vì khi chúng ta có được những lời nói, những cái lý lẽ sắc bén thì đương nhiên là đối phương sẽ vô cùng tin tưởng chúng ta rồi. Vì vậy họ sẽ giao cho chúng ta những cái bản hợp đồng hoặc là những cái dự án. Vì vậy làm nếu là một người doanh nhân thì bạn cần phải luôn luôn trau dồi, nỗ lực để có thể có được một cái phương pháp tư duy phản biện thật là tốt, để có thể giúp ích được nhiều trong công việc và trong cuộc sống. Và để thực hiện được cái tư duy phản biện này thì chúng ta cần phải làm những cái gì? Thì đương nhiên là chúng ta cũng cần phải học sâu để hiểu rộng này. Chúng ta cần phải nhìn mọi vấn đề từ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh để có thể xây dựng nó, để có thể khái quát nó một cách logic và cụ thể nhất, để đem ra trao đổi với người khác, để có thể lấy lại về những cái lợi ích cho bản thân mình. Đối với theo tôi thì cái phương pháp tư duy phản biện này vô cùng hợp đối với những người mà làm luật sư ấy, thì họ có một cái phương pháp, có một cái sự phản biện vô cùng tốt. Vì không phải là không, cái phản biện không phải là cãi nhau đâu. Cãi nhau khác với phản biện rất chi là nhiều. Cãi nhau là kiểu cãi cố mà cãi cùn ấy, mà không kiểu không có một cái cơ sở lý luận nào mà cứ cãi thôi, cãi cho lấy được thôi. Còn phản biện nó vô cùng khác. Phản biện là khi mà chúng ta nói lại thì chúng ta đã có những cái cơ sở khoa học, cái lý luận chặt chẽ và khiến đối phương bị thuyết phục bởi những cái điều mà chúng ta nói ra rồi. Vì vậy nên là phản biện vô cùng khác với cãi nhau. Vì vậy bạn cần phải hiểu hai cái khái niệm này một cách triệt để, không thể hiểu nó mông lung được. Vì khi mà chúng ta hiểu mông lung thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái phương pháp phản biện tốt đâu. Chúng ta cũng không thể có được những cái lời nói hay những cái lý lẽ tốt đâu. Vì vậy là bạn cần phải chú ý để có thể tạo cho mình những cái cuộc gặp mặt hay là những cái cuộc tranh luận đi đến hồi kết và đạt lại được nhiều lợi ích cho chúng ta. Còn thế nào là so sánh? So sánh này thì vô cùng hợp với cái đa chiều. Thì khi chúng ta so sánh, tức là chúng ta lấy một cái sự vật hiện tượng này đem đi so sánh với những cái sự vật hiện tượng khác để tìm ra điểm tương đồng cũng như là điểm khác nhau để có thể phân biệt chúng. Thì cái so sánh này cũng như vậy, nó sẽ giúp chúng ta có được một cái kết quả tốt hơn. Nếu mà khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta có một bản hợp đồng hay là một cái bản hợp đồng chẳng hạn, thì chúng ta nếu chúng ta so sánh được cái mặt lợi, cái mặt hại này, chúng ta so sánh được cái bản hợp đồng trước so với bản hợp đồng sau, cũng như là cái kiểu mà trong cái bản hợp đồng về miếng đất chẳng hạn, chúng ta sẽ so sánh được cái lợi ích của trước mắt và lợi ích của sau này, thì đó là một điểm vô cùng tốt cho chúng ta, nhất là đối với những người doanh nhân ấy, thì cái phương pháp so sánh này vô cùng tốt, giúp họ lấy được nhiều những cái thành quả cao hơn và giúp họ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc hơn. Và một điểm nữa, một cái phương pháp, đó là ba cái phương pháp mà chúng tôi đã được học, đó chính là phản biện này, so sánh này và đa chiều. Thì cả ba phương pháp này đều vô cùng tốt và chúng tôi cũng được học rất nhiều những cái phương pháp nhỏ khác. Thì những cái phương pháp nhỏ đấy thì cũng vô cùng tốt cho chúng ta, vì chả có cái thầy nào là thầy dạy không tốt cho chúng ta cả, chỉ có là chúng ta biết là áp dụng hay chúng ta biết là biểu đạt ra bên ngoài thôi. Và chúng tôi cũng được học một cái phương pháp nữa, một phương pháp để có thể học sâu và hiểu rộng. Cái phương pháp này thì cũng có 4 bước, đó chính là nói thông, nói thạo, nói thông nói thạo này, viết thạo này, hành tốt và cuối
cùng là biến cái hành đấy thành sáng tạo và bản năng. Thì tôi sẽ giới thiệu từng bước và từng phương pháp một cho mọi người cùng nghe. Thứ nhất đó chính là nói thông nói thạo. Thì vậy thế nào là nói thông nói thạo? Nói thông là nói trôi chảy một vấn đề, nói không bị ngấp ngứ hay là không bị đứt quãng, mà nói liền mạch, nói liền mạch, nói chú tâm vào một vấn đề mà không bị lệch sang một vấn đề khác. Thì ở đây để nói được thạo thì yêu cầu chúng ta phải học rộng, chúng ta phải hiểu biết. Một khi mà chúng ta nói thì chúng ta chỉ nói về một vấn đề thôi, vậy nên là chúng ta cần phải tìm hiểu nó một cách chính chu nhất, một cách cẩn thận nhất để có thể truyền đạt được hết cái mong muốn cũng như là cái ý của mình cho khán giả có thể hiểu, mà không phải là dùng những cái từ ngữ khó hiểu để có thể truyền đạt cho họ. Nói thạo ở đây cũng là một cái khả năng vô cùng tốt của con người. Ví dụ khi mà chúng ta nói thạo chẳng hạn, thì chúng ta đứng thuyết trình sẽ rất là tự tin và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Thì để nói được, thì để nói thạo được, thì bản thân là một học sinh thì chúng ta cần phải làm gì? Thì là một học sinh thì chúng ta chưa phải là những người mà đã trải nghiệm ngoài cuộc sống, vì vậy chúng ta không thể nào mà có được những kiến thức như họ, nhưng chúng ta cũng có thể dựa vào sách vở, dựa vào truyền hình để chúng ta có thể tiếp nhận thêm những cái thông tin bổ ích để giúp cho cái bài thuyết trình của chúng ta trở nên sinh động hơn và sáng tạo hơn. Cái kỹ năng nói thông nói thạo là một cái kỹ năng vô cùng tốt đối với mỗi một người doanh nhân chẳng hạn. Thì để có thể lấy được những cái bản hợp đồng, để có thể lấy được những cái dự án, thì yêu cầu cái kỹ năng nói của họ là vô cùng tốt. Và khi mà họ nói trôi chảy, nói dứt khoát và nói liền mạch, thì đối phương sẽ cảm thấy tin tưởng họ và cho họ một cái niềm tin, cũng như là cho họ một cái cơ hội, hơn là những người mà khi mà diễn đạt cảm thấy ngấp ngứ này, thì họ sẽ nghĩ bạn là một người chuẩn bị chưa tốt và chưa có một cái thái độ chỉnh chu đối với công việc, vì vậy họ sẽ không chọn bạn. Nếu mà bạn có một cái sự mà truyền đạt, nói truyền đạt cho người khác tốt, thì người khác sẽ đánh giá bạn rất chi là cao và cái cơ hội trong công việc của bạn cũng sẽ rất tốt. Còn đấy là nói thông, nói thạo thì cũng như nói thông thôi. Nói thông là kiểu, nói thạo là cũng giống như nói thông, là nói trôi chảy, nói liền mạch một vấn đề nào đó mà không bị ngấp ngứ hay là bị ngắt quãng. Cái phương pháp tiếp theo chúng tôi được học đó chính là viết thạo. Thì ở đây bản thân cá nhân tôi thì viết sẽ chạm đến cảm xúc cũng như là truyền đạt được ý dễ hơn là nói. Vì khi nói chúng ta có thể sử dụng những cái từ mà từ chuyên ngành chẳng hạn, hoặc là những cái từ mà khó, những từ đa nghĩa khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu hoặc là có thể không hiểu được ý mà bạn truyền đạt. Nhưng viết thì khác, viết thì chúng ta có thể chú thích này, chúng ta có thể dùng những cái cảm xúc thật nhất của mình để có thể diễn tả. Vì vậy tôi đánh giá viết sẽ chạm đến cảm xúc cũng như là để lại ấn tượng sâu nhất trong lòng người đọc, trong lòng đối phương, trong lòng những người mà nghe hoặc những người nói ấy. Vì vậy khi những cái người mà diễn thuyết ra ấy, bình thường khi họ đi diễn thuyết thì họ luôn luôn viết sách. Vì khi mà họ dẫn diễn thuyết trong một cái buổi, họ sẽ bán sách để có thể vừa nói, khi mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ tác động được đến người, tác động được đến đối phương. Còn khi mà người ta đọc thì người ta sẽ khắc cốt ghi tâm những lời mà chúng ta nói, họ sẽ nhớ mãi những cái lời mà chúng ta nói. Vì vậy nếu mà bạn có mơ ước trở thành một người đọc, cũng thể mơ ước trở thành một nhà độc giả, thì bạn hãy cố gắng viết thật tốt để có thể truyền đạt hết được những cái ý cũng như là những cái tình cảm của bản thân cho những cái đối phương hay những cái người mà khán giả của chúng ta nghe. Và để viết tốt thì cũng là một cái vô cùng khó, vì khi mà chúng ta viết tốt ý, ví dụ chúng ta có một quyển sách chẳng hạn, hay là có một quyển vở chẳng hạn, và chúng ta trình bày một cách khoa học, một cách mạch lạc và rõ ràng, thì tự nhiên là người đọc sẽ cảm thấy vui này, người đọc sẽ cảm thấy bạn là một người vô cùng khoa học, có những cái suy nghĩ khoa học và có những cái hành động khoa học giúp họ tin tưởng bài của bạn nhiều hơn và giúp cho cái doanh số bán sách của bạn trở nên cao hơn cũng như là kiếm được nhiều tiền hơn. Thì để mà viết được tốt thì cũng phải đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Thứ nhất đó chính là kỹ năng viết đúng chính tả chẳng hạn. Và kỹ năng này thì tôi cũng là một người rất hay sai. Thứ hai đó chính là sự mạch lạc, sự rõ ràng và cũng như là sự liên kết các câu như là các ý lại với nhau. Thì cái vấn đề này tôi nghĩ là nó khá là khó, vì để làm được một cái, viết được ra một cái bài thì yêu cầu là người viết phải là những cái người đọc đầu tiên, thì họ phải
hiểu được tâm lý của người đọc, và họ phải hiểu được cảm xúc của bản thân cũng như là hiểu được cảm xúc của khán giả, thì họ mới có thể viết được ra những cuốn sách mà có thể chạm đến trái tim của người đọc. Vì vậy viết rất là khó. Và có một cái nữa là cách trình bày không cho khoa học. Thì cái cách trình bày này tôi đánh giá là những người khi mà trình bày được một cách khoa học như vậy thì tôi đánh giá những người đó là một người rất thành công, vì họ biết cách sắp xếp một cách công việc, sắp xếp những cái tình huống hay là những cái mọi chuyện của mình một cách hợp lý. Như vậy thì đương nhiên là trong cuộc sống của mình, của họ thì họ cũng sẽ sắp xếp được cho mình những cái dự định hay những cái tương lai một cách khoa học và có một sự liên chuỗi với nhau. Thì tôi đánh giá viết là một kỹ năng vô cùng tốt, và tôi thấy nó còn tốt hơn cả nói nữa. Vì đôi khi người ta nói chỉ là nói suông thôi, còn viết là sẽ để lại ấn tượng sâu nhất, và cũng như là sẽ để lại sự trải nghiệm lớn nhất cho người đọc cũng như là người nghe. Thì nếu mà bạn có mơ ước trở thành những nhà độc giả hoặc là những nhà lãnh đạo thì cái viết này vô cùng tốt và cũng vô cùng quan trọng, giúp chúng ta có thể lấy được nhiều những cơ hội thăng tiến hơn. Vì vậy như chúng tôi là một sinh viên và có tương lai để trở thành một nhà doanh nhân, nhà lãnh đạo, thì giờ chúng tôi cần phải học viết rất chi là nhiều và tạo lại cho mình những cái thói quen viết lách để có thể ghi nhớ một cách cẩn thận và chỉnh chu hơn. Phương pháp tiếp theo đó chính là hành tốt. Vậy thì nào là hành tốt? Hành tốt tức là chúng ta thực hành những cái công việc. Ví dụ như chúng tôi là chúng ta đang học chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ thực hành qua việc là chúng tôi sẽ trình bày lại những cái mà chúng tôi đã được học. Thì vậy khi mà chúng để trình bày những cái đó thì chúng tôi phải đương nhiên là phải hiểu được cái vấn đề mình đang nói này, phải học sâu, phải tìm hiểu nó một cách kỹ lưỡng để có thể có những cái từ ngữ hay là có những cái ngôn ngữ phong phú để có thể truyền đạt lại được cho các bạn. Thì ở đây hành tốt là như vậy đó. Hành tốt thì hành là những cái mà ở bên ngoài, còn nghĩ là những cái ở bên trong. Thì tôi nghĩ là cái hành tốt này là cái mà thể hiện được bạn có kiến thức bao nhiêu trong đầu và bạn đã giúp được những cái gì cho xã hội. Thì khi mà chúng ta hành tốt thì chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm tốt, thì lúc đó chúng ta sẽ đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Thì đó là tác dụng của việc hành tốt. Hành tốt cũng là thước đo để đánh giá cái trí tuệ của các bạn. Khi mà chúng ta tiếp thu được nhiều như vậy mà chúng ta không nhả nó ra, chúng ta không biết rằng hiện nó để nó thành những cái mới hơn, những cái khác hơn, thì làm sao mà người ta biết được bạn học giỏi đến đâu hay là bạn có nhiều kiến thức đến đâu. Vì vậy nó là thước đo để có thể khẳng định bạn là một người thành công hay là một người có nhiều kiến thức, có nhiều tri thức trong đầu. Vì vậy để có thể thành tốt được thì bạn hãy cố gắng học tốt, học thật chăm chỉ một cái lĩnh vực nào đó thôi, mà không phải là học nhiều, học tràn lan ra. Khi mà chúng ta học nhiều thì chúng ta không thể học sâu được tất cả các vấn đề, vậy chúng ta sẽ không thể đem nó đi ra thực hành được cho xã hội. Cái đối với những người lớn như chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ là hành trước học sau, học trước hành sau. Sẽ có rất ít những cái trường hợp mà hành trước học sau. Những cái trường hợp mà hành trước học sau thì đại đa phần là những người mà không có kiến thức hoặc là thiếu những kiến thức. Ví dụ như những người công nhân chẳng hạn, thì họ không có những cái trình độ chuyên môn cao, không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực đó, thì họ sẽ đi làm và họ sẽ nhờ những cái người mà quản lý chẳng hạn, người ta sẽ làm mẫu cho họ và họ sẽ nhìn theo và làm theo, họ sẽ bắt chước theo, và cuối cùng thì họ sẽ biến những cái mà mình đã bắt chước được ngày càng nó thành thạo hơn và biến nó thành của mình, và từ đó họ sẽ sáng tạo cũng như là mở mang thêm để có thể giúp cho mình làm nhanh trong công việc hơn. Còn đối với những người như học có học thức chẳng hạn, thì họ sẽ học trước hành sau, họ sẽ học sâu, học rộng vào một vấn đề đó và họ sẽ đem nó đi thực hành. Cái vấn đề này thì giống như những cái sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn thì đều là học trước hành sau. Nhưng mà tôi thấy cái vấn đề học trước hành sau này thì nó khá là có nhiều những cái mặt hạn chế. Vì khi mà chúng ta bị học nhiều quá thì chúng ta sẽ bị mau quên và kiểu bị lú ấy, thì sẽ không thể mang ra thực hành được. Và khi mà chúng ta học nhiều quá thì chúng ta sẽ cảm thấy là khi học nhiều quá rồi thì chúng ta sẽ không biết là sắp xếp như thế nào cho nó logic cả. Thì khi mà chúng đi ra trường ấy, thì chúng ta không biết rằng vận dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã học được để mang ra trao đổi với xã hội để nhận về đồng lương đâu. Vì vậy nên là sinh viên của Việt Nam rất kém ở cái mục thực hành này. Vậy là một người sinh viên thì tôi cũng cần phải khắc phục những cái điểm này, khắc phục những cái mà
những người đi trước đã từng trải, và mình sẽ không đi theo vết xe đổ của họ nữa. Và để thực hành được tốt thì ở thời điểm hiện tại tôi cũng sẽ chỉ chuyên sâu về học một vấn đề thôi, mà không phải là đi tìm hiểu nhiều thứ để nó bị lan giải. Còn khi mà chúng ta đã học thật tốt một vấn đề thì những cái vấn đề khác chúng ta sẽ tự nhiên thật tốt lên. Và để hành đồ tốt thì yêu cầu chúng ta phải học đi học lại, lặp đi lặp lại, thực hiện nó đến độ tuyệt hảo nhất. Và ở một thời điểm này có thể là nó tuyệt hảo thôi, nhưng ở một thời điểm khác thì nó không hề tuyệt hảo như vậy. Vì vậy nên bạn cần phải nhìn lại nó, thường xuyên đả động đến nó để có thể khắc phục những cái sai lầm của bản thân, để có thể ngày càng một tốt lên. Và nếu mà chúng ta đã tốt lên rồi thì đương nhiên là cái sự thành công của chúng ta cũng sẽ cao lên. Và khi mà chúng ta đã thực hành tốt thì cái giá trị mà chúng ta đổi cho xã hội sẽ nhiều, và số tiền cũng như là cái danh vọng của chúng ta sẽ được nâng cao hơn lên trong xã hội. Vì vậy thực hành là một cái phương pháp tốt nhất để có thể để người khác đánh giá bạn là một người có nhiều học thức, có nhiều kiến thức. Vì vậy để làm một người có nhiều học thức, có nhiều kiến thức thì hãy thực hành, hãy vừa làm vừa học, chứ đừng có học nhiều quá xong mang đi ra thực hành thì lúc đó chúng ta sẽ bị quên hết. Và một vấn đề khác lúc đó chính là những đứa trẻ. Vì sao những cái đứa trẻ mà nó không học gì mà nó vẫn biết đằng nói, biết đằng khóc? Thì không phải như vậy đâu. Nó học bằng cách là nó thực hành bằng cách là hành trước học sau. Ví dụ như những đứa trẻ nó mới sinh ra chẳng hạn, thì nó sẽ dùng những cái kiểu giống như về phần bản năng ấy, nó sẽ kiểu như bắt chước người khác để có thể khi mà nó bắt chước người khác thì nó sẽ làm theo những cái hành động của họ. Và đôi khi thì chúng ta sẽ không thể hiểu được những cái hành động của bọn trẻ đến nó đang làm được cái vấn đề gì đâu. Chỉ có khi mà nó lớn lên rồi, nó nhìn lại những cái hành động của nó thì nó mới có thể hiểu được những thứ mà nó đang làm là cái gì thôi. Vì vậy, để mà có thể hành tốt được với những cái đứa trẻ thì quả thật rất là khó. Và tôi nghĩ cái việc hành tốt này cũng thiêng về một phần bản năng nữa. Ví dụ như đứa trẻ này chẳng hạn, thì nếu mà bản năng nó nhận thức tốt chẳng hạn, hoặc là nó có những cái kiểu bản năng từ trong trứng ấy, thì đương nhiên là khi mà nó thực hành cái đấy thì nó cảm thấy rất chi là dễ và rất chi là nhanh chóng có thể học được. Còn đối với những cái người công nhân ấy, thì họ không có trình độ văn hóa cao thì họ chỉ có thể dựa vào việc mà làm đi làm lại, làm đi làm lại để đến được một độ tuyệt hảo và biến những cái mà người ta đã dạy cho mình để trở thành riêng của mình thôi. Thì khi mà chúng ta hành tốt thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những thành quả trong cuộc sống. Đại đa phần những người mà hành tốt thì sẽ có rất nhiều những cơ hội thăng tiến cao trong công việc, cũng như là lấy lại được rất nhiều những cái thứ mà mình đã mất trong quá khứ. Ví dụ như là học thức này, khi mà họ đã thực hành tốt thì đương nhiên những cái vấn đề khác họ cũng sẽ tốt theo, và những cái phần mà họ chưa biết thì nó sẽ được bù đắp lại trong quá trình mà họ thực hành. Vì vậy nên là học sẽ đi đôi với hành. Để thực hành tốt thì bạn cần phải song hành giữa việc học và việc hành, tránh học nhiều quá, học để dồn để đống thì đến lúc mà chúng ta thực hành chúng ta sẽ mau quên như các bạn sinh viên ở Việt Nam vậy. Cái vấn đề tiếp theo tôi muốn đề cập đến đó chính là sự sáng tạo. Chỉ khi chúng ta đã nói thông, nói thẳng, biết tốt và hành tốt thì chúng ta mới có thể biến những thứ đó trở thành sự sáng tạo của riêng mình thôi. Vậy thì thế nào là sáng tạo? Sáng tạo là từ những cái có sẵn, từ những ý tưởng có sẵn, và từ đó phát triển lên thành những cái mà chưa ai từng nghĩ đến, hoặc là chưa có những cái sự công nhận nào trên thị trường cả. Vì vậy khi mà sáng tạo thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến những cái ý tưởng của chúng ta. Sáng tạo sẽ luôn luôn đi kèm đến những cái ý tưởng, những cái hành động mà có thể giúp ích được nhiều chúng ta trong cuộc sống. Vậy thế nào là ý tưởng? Ý tưởng là những cái mà chợt nghĩ ra trong đầu và không thể... Đức Anh anh im mồm! Ý tưởng mà chợt nghĩ ra trong đầu thôi. Ví dụ như là những cái ý tưởng đó thì khá là nhanh quên, và nó chỉ chợt đến trong đầu chúng ta và nó sẽ chợt đi một cách rất chỉ là nhanh chóng. Ví dụ khi chúng ta chẳng may nghĩ đến một vấn đề gì đó mà chúng ta sẽ rất nhanh quên như những cái giấc mơ vậy. Vì vậy khi mà chúng ta đã có ý tưởng trong đầu thì chúng ta hãy cố gắng lưu giữ nó lại để có thể gộp nhiều những cái ý tưởng khác nhau vào và phát triển thành sự sáng tạo của riêng bản thân chúng ta. Và sáng tạo ở đây cũng đi kèm với sự đổi mới, và đi kèm với sự đổi mới cũng như là đi kèm với sự
phát triển không ngừng. Vậy thì thế nào là đổi mới? Đổi mới là Đức Anh ơi, đổi mới là từ những cái mà đã có sẵn, từ những cái mà phát minh trước, thì chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực để cải tiến nó lên, để có thể biến nó thành của mình, cũng như là để giúp được nhiều hơn cho xã hội và nhiều hơn cho đất nước. Như vậy thế nào là cải tiến? Cải tiến cũng là từ những cái có sẵn. Cái cải tiến này sẽ nhỏ hơn cái đổi mới. Giống như cái đổi mới nhá, thì ví dụ như là thời kỳ 1945, trước 1945 và sau 1945 thì đó là thời kỳ đổi mới chẳng hạn. Thì đổi mới nó sẽ bao quát hơn và nó sẽ ở nhiều vấn đề hơn, nhiều lĩnh vực hơn. Còn cái khái quát, còn cái cải tiến này thì nó chỉ ở một lĩnh vực thôi. Ví dụ như ở phương pháp học tập của chúng tôi chẳng hạn, thì ví dụ thầy thấy cái này chưa được thì thầy sẽ cải tiến nó lên. Thì đó là một cải tiến chỉ trong một cái lĩnh vực nó rất nhỏ thôi. Và tất cả mọi thứ đều phải dựa trên những cái nền và những cái ý tưởng có sẵn để có thể cải tiến nó lên, để có thể giúp được cho xã hội và giúp được cho đất nước. Tôi sẽ lấy một ví dụ về trường hợp cải tiến như thế này. Ví dụ như máy kéo sợi Jenny chẳng hạn, thì lúc đầu nó chỉ sản xuất được có mấy sợi thôi. Thì sau những cái lần cải tiến không ngừng thì nó đã lên được đến 40 sợi và nó đã lên được đến hơn 100 sợi. Thì đó là sự cải tiến và sự phát triển không ngừng nghỉ của chúng ta. Và đi kèm với những cái cải tiến và những cái cải tiến và đổi mới đó là những phát minh, sáng tạo. Thì ở đây thế nào là những cái sáng tạo? Thì sáng tạo là khi mà chúng ta sáng tạo là những cái mà từ ý tưởng, từ những cái ý tưởng và những cái đổi mới đó mà chúng ta biến nó thành của mình. Và đặc biệt là cái đó thì là những cái mà chưa ai nghĩ đến và chưa được ai công nhận cả. Vì vậy nếu mà bạn đã có ý định hay là có sự sáng tạo sẵn rồi, thì bạn cần phải xem là cái sáng tạo đấy của mình, cái phát minh đấy của mình đã có người nghĩ đến chưa, hay là có người đăng ký chưa. Vì khi mà chúng ta hai cái mà cùng có quá nhiều sáng tạo trong một chủ đề, hoặc là quá nhiều sự sáng tạo trong một cái ví dụ như cái bút bi chẳng hạn, thì có người thì sáng tạo nó là sáng tạo là đổi mới lên thành cái bút máy chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta đã có ý định đấy rồi thì chúng ta cần phải xem xét lại, vì đã có người làm rồi, chúng ta có thể cải tiến và sáng tạo nó thành một cái khác để có thể giúp ích được nhiều hơn cho xã hội. Tôi sẽ lấy một ví dụ về sự sáng tạo mà ở địa phương chúng tôi đã xuất hiện, đó chính là cái máy chẻ nạt tre. Thì lúc đầu người dân thì chẻ bằng tay, và có một nhà này, có một hộ gia đình này, ông ấy đã sáng tạo ra cái máy chẻ tre tự động, và từ một sẽ lên thành mười mấy sợi. Thì đó là sự sáng tạo, đó là sự phát minh sáng tạo. Thì khi mà chúng ta sáng tạo như vậy thì chúng ta sẽ đem lại cái năng suất cũng như là cái thành quả cao hơn, cũng như là giảm lại đi được cái sức lao động của con người. Và cái ý nghĩa cuối cùng của sự sáng tạo, sự đổi mới cũng như là sự phát minh, đó chính là đem lại một cuộc sống hạnh phúc hơn, đem lại sự nhàn hơn, và đem lại những cái năng suất cao hơn trong công việc, đem lại năng suất cao hơn trong công việc để những người nông dân như những người ở vùng quê thì có thể cải tiến nhiều hơn, và những cái nhà máy sản xuất có thể cải tiến được năng suất và đưa ra nhiều những cái sản phẩm mới hơn. Trên đây là tất cả những gì mà tôi đã được học trong bộ môn phương pháp học tập chủ động của thầy Nguyễn Đình Hùng, và cũng như là tôi đã được học tập ở môi trường EDX. Thì đến ngày 20 tháng 11 thì em xin gửi lời chúc đến tất cả những thầy cô giáo trong EDX một lời chúc chân thành nhất, cũng như là hy vọng là chúng em sẽ được đồng hành với thầy cô trong suốt quãng đường của những năm tháng đại học. Và thực sự là được học ở EDX thì đến bây giờ cảm thấy rất chi là vui, rất chi là tự hào, cũng như là khi mà được đón nhận những cái bài học hay và bổ ích ở đây thì cảm thấy rất chi là vui. Và em cũng đã truyền lại những cái thứ mà em đã được học cho mọi người và các bạn em cùng nghe, và mọi người cảm thấy rất hứng thú, rất hứng thú, và mong muốn một ngày nào đó có thể vào EDX chơi. Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của em đến tận phút này, và trải qua 45 phút thì cảm thấy rất chi là mệt, và rất chi là mệt nhưng cũng rất chi là vui vì có thể nói được hết những cái thứ mà mình học cũng như là những cái nỗi niềm của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.